Chiến sự Ukraine giao tranh bùng nổ Quân đội Nga mới đây đã công bố đạn pháo chính xác Krasnodar đã được họ sử dụng tại Ukraine. Đạn chính xác Krasnodar Nga vùi dập S-300 Ukraine, nấp trong rừng cũng không thoát. Trong khi đó, phía Ukraine phản pháo tuyên bố bắn cháy tàu chiến của Nga trên biển Azov. Điều trời treo là ngay từ đầu tuần này, sự xuất hiện của các tàu đổ bộ ở Verdiansk đã được truyền thông Nga đưa tin rầm rộ coi đây là một bước phát triển quan trọng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cụ thể ra sao? Trước hỏa lực ác liệt từ hai bên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã dùng UAV Forpost công phá kho vũ khí của Ukraine. Những chiếc UAV Forpost của Nga liên tục quần đảo nhiều giờ tại các khu vực phòng tuyến của quân đội Ukraine để phát hiện mục tiêu của đối phương. Trước tình hình trên, theo đánh giá mới nhất của Mỹ, Nga đang phải hứng chịu tỷ lệ thất bại khá cao ở mức khoảng 60% đối với một số tên lửa dẫn đường chính xác mà nước này sử dụng để tấn công Ukraine. Thực hư ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế trưa ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Đạn chính xác Krasnopol của Nga vùi dập S-300 Ukraine, nấp trong rừng cũng không thoát. Dẫn tuyên bố và video được quân đội Nga công bố cho thấy đạn pháo chính xác Krasnopo đã được họ sử dụng để tiêu diệt các tổ hợp S-300 của Ukraine. Nội dung tuyên bố như sau. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, vị trí tổ hợp phòng không của Ukraine khai hỏa đã được xác định. Nó đã bị đánh trúng bởi đạn pháo chính xác Krasnopo. UAV đã dẫn đường bằng laser cho đạn, đảm bảo đánh trúng và phá hủy tổ hợp phòng không di động. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn phim Giám sát Việc ít nhất hai đạn chính xác đánh vào vị trí được cho là hệ thống phòng không Ukraine. Trước đó, quân đội Nga cũng công bố một video khác cho thấy một sở chỉ huy dã chiến Ukraine ở khu vực Kiev đã bị Krasnopo tấn công. Đạn pháo Krasnopo có hai biến thể. Krasnopo 152mm có tầm bắn tối đa 20km, mang đầu đạn chứa từ 6,5kg thuốc nổ, và Krasnopomer 155mm có tầm bắn tối đa 25km, mang đầu đạn 11kg thuốc nổ. Cần lưu ý rằng, hôm 23 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố về việc họ đã tiêu diệt một tổ hợp S-300 khác ở một khu công nghiệp ở đông bắc thủ đô Ukraine bằng một tên lửa có độ chính xác cao, chưa rõ chủng loại. Cảnh quay liên quan tới vụ tấn công cũng được Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng thời điểm. Cần lưu ý rằng thời gian gần đây, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, thường xuyên gửi các thông điệp kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp các vũ khí phòng không, bao gồm S-300. Hiện đang có tin đồn rằng một số nước NATO Đông Âu đang chuẩn bị chuyển các tổ hợp S-300 của họ tới Ukraine để đổi lấy Patriot. Tuy nhiên trước đó, Nga cũng đã cảnh báo rằng các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài ở Ukraine, bao gồm S-300, là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ukraine tuyên bố bắn cháy tàu chiến của Nga trên biển Azov, loại tên lửa nào đã được sử dụng. Ukraine hôm thứ Năm đã tuyên bố họ tấn công phá hủy một tàu đổ bộ của Hải quân Nga trên biển Azov khi nó đang neo đậu ở Berdyansk, thành phố cảng đang bị Moscow chiếm đóng. Mục tiêu được đề cập ở đây là tàu đổ bộ os lớp Alligator thuộc dự án 1171, trong khi hai tàu đổ bộ khác là Tessasa Kunikov và Nogochekas lớp Propucha 2 thuộc dự án 775 sau đó đã rời cảng nhưng ít nhất một chiếc đã bị bốc cháy. Điều trời treo là ngay từ đầu tuần này, sự xuất hiện của các tàu đổ bộ ở Berdyansk đã được truyền thông Nga đưa tin rầm rộ, coi đây là một bước phát triển quan trọng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào thời điểm đó, một đoạn video xuất hiện cho thấy các xe bọc thép chở quân BTR-82A đang trong quá trình bốc rỡ khỏi tàu Osk. Tuy không rõ khi bị tấn công và bốc cháy, con tàu này đang mang theo những gì bên trong nó, nhưng các tàu lớp Alligator có thể vận chuyển tới 425 binh sĩ, 20 xe tăng, 40 xe bọc thép hoặc các loại phương tiện khác. Hiện tại, thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ vẫn chưa thể khẳng định, chắc chắn. Nhưng có một số thông tin cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tàu đổ bộ Os bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tarka. Theo nguồn tin, dòng tên lửa này được phát triển để thay thế cho tên lửa chiến trường Lona và nó được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô từ năm 1976, mục tiêu chính của tên lửa Toka là sân bay, sở chỉ huy, cơ sở hậu cần, trạm radar, các khẩu đội phòng không, cầu cảng, xe bọc thép. Toka có thể mang theo đầu đạn thông thường, hạt nhân hoặc hóa học và có tầm bắn tối đa khoảng 69 km. Nga dùng UAV Forpost công phá kho vũ khí Ukraine Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quả đạn được phóng từ độ cao trung bình và lớn nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm công kích tại Ukraine. Hiện UAV Forpost của Nga đã phát huy hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang được Moscow phát động từ ngày 24 tháng 2. Quân đội Nga hiện đang trang bị 34 tổ hợp UAV Forpost, mỗi tổ hợp bao gồm một trạm điều khiển mặt đất và ba UAV. Những chiếc UAV Forpost của Nga liên tục quần đảo nhiều giờ tại khu vực phòng tuyến của quân đội Ukraine để phát hiện mục tiêu của đối phương. Sau khi nhận thông tin từ UAV Forpost Trung tâm chỉ huy điều phối hoạt động quân sự Nga tại Ukraine sẽ tiến hành các cuộc không kích hoặc pháo kích để tiêu diệt những mục tiêu này. UAV Forpost chính là loại máy bay trinh sát không người lái hiện đại được phía Israel chuyển giao công nghệ để Nga sản xuất ngay trong nước. Được biết, UAV Forpost chính là biến thể UAV Searcher nổi tiếng của Israel được phát triển vào cuối thập niên 1980. Biến thể Nga đang sản xuất là loại Searcher 2 ra đời vào năm 1998, Chúng có chiều dài 5,85m, sải cánh 8,54m, chiều cao 1,25m. Trọng lượng cất cánh 68kg, UAV được trang bị một động cơ Limpatch L550 công suất 47 mã lực, giúp đạt tốc độ tối đa 200km h trần bay 6.100m. UAV Forpos có thể hoạt động liên tục trên không 18 giờ với khoảng thời gian dài như vậy cho phép chúng thu thập được rất nhiều thông tin chính xác. Nga đã chính thức được cấp phép sản xuất UAV Forpost vào khoảng tháng 8 năm 2019, và sau đó chúng được đem qua chiến trường Syria thử lửa lần đầu tiên. Mỗi chiếc UAV Forpost mang được tên lửa chống tăng XBPLA dựa trên dòng Cognet D với tầm bắn 8 km và khả năng xuyên thủng giáp thép cán đồng nhất dày 1.300 mm. Đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ về tên lửa của Nga ở Ukraine, tỷ lệ thất bại cao bất ngờ. Theo đánh giá mới nhất của Mỹ, Nga đang phải hứng chịu tỷ lệ thất bại khá cao, ở mức khoảng 60% đối với một số tên lửa dẫn đường chính xác mà nước này sử dụng để tấn công Ukraine. Tiết lộ trên có thể giúp giải thích lý do tại sao Nga đã không đạt được những mục tiêu cơ bản kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây một tháng, trong đó có việc vô hiệu hóa lực lượng không quân Ukraine Mặc dù Moscow có sức mạnh hỏa lực lớn hơn nhiều, các quan chức Mỹ đề nghị giấu tên khi tiết lộ với nguồn tin do tính chất nhạy cảm của thông tin và cũng không cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho đánh giá hay nguyên nhân chính xác điều gì đang khiến tỷ lệ thất bại của tên lửa Nga tăng cao. Tuy nhiên theo nguồn tin, tỷ lệ thất bại cao như vậy có thể gồm nhiều yếu tố, từ sự cố phóng cho đến khả năng tên lửa không thể phát nổ khi va chạm mục tiêu. Chia sẻ với các phóng viên trong tuần này, các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc nhận định Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa các loại kể từ khi xung đột bùng nổ. Giới quan chức Mỹ cho đến nay vẫn chưa cho biết có bao nhiêu tên lửa trong số đó đánh trúng mục tiêu và bao nhiêu không thành công. Mặc dù vậy, trích dẫn các thông tin tình báo, quan chức Mỹ cho biết Washington ước tính tỷ lệ thất bại của Nga thay đổi hàng ngày, phụ thuộc vào loại tên lửa được phóng và đôi khi có thể vượt quá 50%. Hai người trong số họ cho biết tỷ lệ thậm chí còn cao hơn ở mức 60%. Một trong những quan chức trên nói rằng thông tin tình báo cho thấy tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga có tỷ lệ hỏng hóc rơi vào khoảng 20 đến 60%, tùy thuộc vào ngày khai hỏa. Hai chuyên gia được nguồn tin phỏng vấn cho biết bất kỳ tỷ lệ thất bại nào từ 20% trở lên sẽ được coi là cao.